không phải cái tiết kiệm điện nhà mình nó không thể trao. Đỗ Thành Luân xin kính chào vị. Chúng tôi đang quay video clip để giới thiệu khách hàng đang về với đồ gỗ Thành Luân chúng tôi để xem hàng. Đây là hai khách hàng đã mua chúng tôi những cái cây đèn, đèn thờ. Ở phía này là chúng tôi đang tắm vôi, đang tắm vôi bộ cuốn thư câu đối. Trong cái clip trước chúng tôi đã giới thiệu rồi. Và bây giờ chúng tôi đang rửa đi, rửa cái vôi đi để cho nó sạch, sau đó để khô rồi đánh vét ly. Đây là anh khách hàng và anh Luân, chủ cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Và anh khách hàng đã mua của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi đôi đèn bằng gỗ hương đá. Và anh lấy mộc. Đây chúng tôi đang làm lại đây. Đôi đèn bằng gỗ hương đá cao 1 mét và hai anh đã chọn rất kỹ lưỡng và đã ưng ý lấy này và chốt lấy đôi đèn này rồi. Quý vị đang thấy đây và cho đang đợi chờ thợ chúng tôi mài lốt cái công đoạn dây giáp của cái đèn này cho nó sẽ cho đi xe và tự trở về gia đình. Và ngoài ra thì anh vẫn còn lấy của chúng tôi rất nhiều các cái bộ đồ to nữa mà không thể chở được và phải đợi cho đồ gỗ Thành Luân chúng tôi hoàn thiện xong, xong xuôi đâu vào đấy thì mới bắt đầu là lấy hàng. Này quý vị đang thấy đây. Đèn xong chưa, bê ra cho anh đi. Này quý vị đang thấy đây. Đây là đôi câu đối.